cái này là do nước nó ép, nó làm mớp tôn chứ không phải là do xà lan đụng vô nha các bạn. Tại vì nếu mà xà lan đụng vô sắt, cọ sắt thì cái phần nước sơn chỗ này nó sẽ banh sát hết trơn, nó không có còn nguyên dạng như thế này. Ở đây thì nó chỉ có một cái làn chày xước nhỏ thôi. Chày xước nhỏ như thế này thì không thể nào mà đủ lực để mà nó cong vô vậy các bạn. Với thêm một cái nữa, nếu mà sắt với sắt cọ nhau thì nó sẽ làm tét tôn, chứ nó không phải là đi cong mà giống như là mình uống gió đá như thế này được. Cái cắt lên tới tầm khoảng nửa chiếc, nó gần dựng đứng hay gì đó là bắt đầu nó cái trọng lượng mũi nó nặng hơn. Nó nặng hơn thì nó sẽ hạ xuống từ từ. Khi mà đốt đó là bơm nước là nó sẽ hạ mũi xuống từ từ. Và cái bàn lái nó sẽ nổi lên nha. Hạ mũi rồi kìa, kỳ vậy. Sao vậy là nổi lái lên rồi. Thôi nó nổi lái lên các bạn ơi, hạ mũi kìa. Thôi nó phịch cái lái lên rồi. Thôi ơi. Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hiện tại mình đang có mặt tại bờ kè Hồng Ngự, đối diện là bờ kè Tân Châu, để mà tiếp tục quay cái toàn cảnh trục vớt cái chiếc xà lan tầm khoảng 700-800 tấn bị đụng rồi lật úp chìm đây các bạn. Thì hôm nay đó là ngày thứ ba, thứ tư vậy rồi. Thì mình có quay mấy cái đoạn video trước, mọi người nào muốn xem lại thì mình dán cái đường link ở dưới phần bình luận ha. Thì mấy anh em bên thợ lặn đang cố gắng tiến hành trục vớt, nhưng mà bữa nay là mấy ngày các bạn nhưng mà chưa lên được, tại vì chiếc xà lan rất là lớn. Thêm một cái nữa là nước nó tràn vô trong hầm suốt và hầm mũi, hầm lái đồ rất là nhiều, bởi vì là bơm ga thì rất là lâu. Những cái máy dưới này thì công suất nhỏ thôi, cái máy đời 24 chứ được có cái máy đời là 6D16 các bạn, Mitsubishi 6D16, nhưng mà mình thấy là ảnh bơm máy đời là nhiều nhất, bởi vì là tình hình là thấy là còn lâu lắm các bạn ơi. Để tôi coi là hy vọng là chiều nay là có thể lên ha. Thì mình xin nhắc lại cái thông tin vụ việc của chiếc này cho mọi người nào mà chưa xem qua video này thì để hiểu rõ hơn, còn anh em nào mà xem rồi thì thông cảm giùm mình ha. Thì cái chiếc này là tầm khoảng là 800 tấn các bạn, chở cát. Rồi bữa đó là tầm khoảng là 12 giờ khuya, anh đậu ngủ cái hướng mũi về trên Vĩnh Sương là trên này đây. Thì là tầm khoảng 12 giờ khuya thì có một chiếc xà lan cũng tầm khoảng này, tầm khoảng 700-800 tấn chở cát đi hướng ngược lại các bạn, đi hướng từ Vĩnh Sương về dưới Hồng Ngự, thì bất ngờ là va chạm vô trong cái phần má mũi của bên mạn trái của chiếc xà lan ở bên đây, ngay chỗ mà cái quầy bê hầm hàng với cái hầm suốt chỗ này. Thì lúc đó hai chiếc va chạm và đụng nhau, thì hai bên đã ra coi và thương lượng và thỏa thuận để coi là có thiệt hại gì không, rồi có cái xì nước xì sọt gì không để mà tiếp tục cái cuộc hành trình. Thì sau khi mà coi xong thì hai bên đã thỏa thuận xong, thì cái chiếc kia, cái chiếc mà gây ra tai nạn thì đi các bạn, kiểu như là coi xong mà nước không có vô này kia nọ á, thì yên tâm bắt đầu là hai bên thuyền trưởng đã thỏa thuận xong rồi cho đi. Đi xong thì chiếc này tầm khoảng là 3 tiếng sau, tầm khoảng là 3 giờ sáng thì nó bất ngờ nó bị xì nước vô các bạn, xì nước ở bên mạn trái của cái quầy bê hầm hàng ở đây, nó xì nước vô trong cái khung xương chỉ đây ha. Thì nó gây ra nghiêng tàu, bắt đầu nước nó tràn vô cái quầy bê hầm hàng, thì bắt đầu là nó thấm vô cáo, bắt đầu là lúc đó là nó nghiêng tàu, bắt đầu là lật luôn. Thì trong lúc mà lật xà lan á, thì ở trên tàu có hai người, một anh thuyền trưởng và một anh đi phụ. Thì anh đi phụ thì lúc đó anh tỉnh dậy thì anh nhảy xuống sông kịp, còn anh thuyền trưởng anh cũng tỉnh dậy nhưng mà do là còn kiểu như là còn say ngủ hay là chưa tỉnh táo ổn định tinh thần, thì sau đó các bạn là anh nhảy ra không kịp và anh bị kẹt ở trong cái phần cabin và mắc ở trong chõng luôn ha. Thì bữa đó thì sau khi mà sự việc nó xảy ra trong đêm, thì sáng hôm đó thì đội thợ lặn đã tìm thấy xác của chú nằm ở trong cabin luôn các bạn, và đã đưa lên để mổ tử thi. Quê chú đó thì ở Vĩnh Long. Rồi anh thuyền trưởng thì nói chung đã mất rồi, chỉ còn là anh đi phụ là anh may mắn anh nhảy ra ngoài kịp thôi các bạn. Thì mọi người nào muốn xem lại cái video mà kể hết cái tình tiết vụ việc á, mình sẽ dán cái đường link ở dưới phần bình luận, do cái anh đi phụ đó ảnh chứng kiến và ảnh kể lại toàn bộ cái câu chuyện ha. Rồi bây giờ thì mấy anh em thợ lặn đã đề cái máy bự lên nè để mà cút nước ở trong cái hầm lái ra quá, mình nghĩ là như vậy. Hồi sớm mình tính nghĩ đâu là ảnh bắn cái mũi lên để mà dồn nước ra làm sao, nhưng mà bây giờ ảnh không bắn mũi ha, bây giờ là anh bơm đít luôn rồi, bơm hết cái hầm phao ở ngoài trước mũi xong, bây giờ là anh sẽ bơm tiếp tục là cái hầm lái đây để mà cho nổi nguyên con lên, nổi nguyên con lên lúc đó là mới rút nước hầm hàng ra, rồi tiếp theo là rút nước ở hai bên mạng ra là nó sẽ nổi lên các bạn. Bây giờ thì cái cabin thì nó đã nằm ở dưới mực nước rất là sâu rồi, nhìn không thấy rõ luôn.
trên này chỉ thấy là nguyên cái màn nước thôi các bạn. Đây, nước đã lên rồi này. Thì cái tiền trục vớt và cái tiền vớt xác của chiếc xà lan này là 150 triệu ha, là bên đội thợ lặn của hãm thì ảnh có chia sẻ với mình, thì mình chia sẻ lại cho mọi người xem. Đây, cái là cái máy lớn đã đời lên rồi nè. Tổng cộng ở dưới này thì tầm khoảng là 6-7 anh ở dưới này với một chị gái để mà đi theo phụ nấu cơm. Bữa nay nữa là đâu 3 ngày 4 ngày vậy. Hy vọng là từ đây tới chiều là anh cố gắng để mà làm cho xong ha. Nếu mà trời không mưa thì mà anh làm xong các bạn, nếu mà còn trời mưa thì chưa biết làm sao. Tại vì những cái cục máy này để ở ngoài trời nè, cái bô e của nó thì không có chống nước được. Bởi vậy là trời mưa xuống là mà anh phải tắt máy nghỉ việc. Bữa giờ là 2-3 ngày liên tục nó bị mưa dầm á, làm ảnh làm chỉ được vài tiếng đồng hồ thôi là tắt máy là nghỉ nguyên ngày các bạn. Trời mưa là máy không hoạt động được. Này nãy giờ ảnh bơm tầm khoảng là nửa tiếng là cái mũi là ngóc lên nhiều nữa nè các bạn. Nhưng mà sao mà mình nhớ ngày hôm qua là anh kia nói là đụng ở bên mạng trái mà sao cái hàm phút ra bên đây nó bể nè, không biết ra. Cái này là không biết là nghiêng lặt gì đó nó có va chạm vô không, ở dưới nước thì mình không biết ha. Nhưng mà để chút xíu nữa coi là khi mà lên xong là bên bờ bên kia coi có bể hàm xuống không, chứ hàm xuống đây bể nát luôn rồi nè. Bể mất tiêu cái dách ở ngoài luôn, hay là còn sao giống này giống. Ủa này là cái dấu này hình như là cái dấu gió đá của mấy ông thợ lặn ông cắt rồi. Ủa mà cắt làm chi mà cái miệng dữ thằng vậy ta? Cắt cái nắp thôi chứ anh cắt làm chi nguyên cái hàm xuống luôn tại. Cái dấu này nè các bạn, có hình như là có đen đen giống như là lửa kè nè. Bây giờ thì cái mũi nó bắn lên cao rồi, nếu mà đang bơm với tình hình này chút xíu là nó sẽ còn lên nữa ha. Ở chỗ cái cây thước nước là nó nằm ở 2m3 nè. Nó đang lên đó các bạn. Đó, nó lú lên nè. 2m3 lên có thấy luôn các bạn. Bây giờ hồi nãy cho mọi người xem đó là 2m3, nhưng mà bây giờ thì nó nằm ở tầm khoảng là 2m luôn đây các bạn. Rất là nhanh rồi ha. Nãy giờ nó đã lên là tầm khoảng là 3 tấc nước rồi. Thì hiện tại bây giờ là ảnh đang bơm bít hầm lại, bít tất cả các hầm lại để mà bơm ở ngoài sau lái. Nhưng mà nó nổi cái mũi thì cái lý do là tại vì cái chuồng heo ở bên trong là thông từ mũi tới lái ha. Cái dàn xương hai lớp ở dưới á, xương đáy á, là nó sẽ khoét lỗ để mà mình chung giống như là chuột bọ ở dưới các bạn, để mà mình kiểm tra. Chứ thêm cái nữa là mình thay nhớt đầu này kia nọ đó, bởi vì là mình bơm ở ngoài sau lái là ngoài lái nó có cái cục máy cabin đầu này nọ thì nó nặng, nó chì xuống thì bơm gút thì cái mũi nó sẽ nâng lên. Với cái tình hình này thì theo mình đoán thì nó sẽ nâng lên tầm khoảng là gần nửa chiếc ha, gần nửa chiếc rồi ảnh sẽ, nếu mà ảnh câu cẩu phao đít đó, thì nó sẽ lên phao đít, là nó sẽ lên đít và nó sẽ cân bằng tàu lại. Bây giờ thì ngóc mũi nó đưa lên nguyên cái ức gà lên luôn rồi này. Đây, ức gà đã đưa lên rồi các bạn. Cái chân nước bây giờ là 2m rồi, nó lên là phải nói là thấy rõ luôn á. Đây, bây giờ mình sẽ dơm máy để đây cho mọi người coi. Tại vì ở ngoài sau là cái máy đê và thêm một cái máy gì nữa đó bạn. Hiện tại là hai máy đang bơm. Ôi, nó mới kêu cái gắt ta. Nó mới kêu cái gì cái gắt đó các bạn. Đó, 2m mấy rồi đó, giờ chỉ còn có 1m9 thôi. Cái phần lái thì cắm xuống rồi. Với cái chớn mà với cái độ dốc mà cắm như thế này thì chắc mình nghĩ là cái phần bánh lái và la ký nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó ha. Tại vì cái con tàu nó rất là nặng chứ không phải là chuyện đơn giản các bạn. Nhưng mà mình phải chấp nhận thôi. Chứ nếu mà chủ yếu là đem cho nó lên nổi trên mặt nước trước một cái đi, rồi trước đó là mình sẽ lên ụ để mà căn chỉnh sửa chữa lại toàn bộ. Chứ bây giờ thì ở dưới nước mà nương tay thì không được các bạn ơi. Phải dùng mọi cách cho nó lên. Chiếc này thì nếu chung là đem về sửa thì theo mình đoán thì chắc cũng tầm khoảng là 2 tháng ha. Tại vì cái hầm mũi hư nè, rồi tất cả hầm sút rồi kiểm tra lại, quầy hầm hàng, máy móc, rồi la ký chân dịch, sơn phết rồi lại nữa các bạn. Đây, bây giờ thì phải nói là rất là cao các bạn, cái phần mũi đưa lên nè. Cái phần mũi đưa lên nè các bạn coi nè ha, khủng khiếp thì chứ nó cao. Thì theo mình đoán thì nó sẽ còn lên nữa các bạn, tại vì nó lên chừng nào mà cảm thấy là cái trọng lượng được cân bằng, kiểu như là cái mũi nó lên tầm khoảng là nửa mình. Gần nửa chiếc á, thì cái mũi nó sẽ có cái lực nặng để mà chì xuống, thì lúc đó thì cái phần lái nó mới có thể là nổi lên được ha. Bây giờ thì đã nổi lên hình như là, để mình coi coi là bao nhiêu rồi.
ha, 1m6 rồi các bạn ơi, 1m6 rồi ha, rất là nhanh. Ở ngoài sau thì Mạnh đang cố gắng bơm nước ngoài sau đây, vậy là Mạnh đã bịt hầm sút lại. À, còn cái quầy be lỏng, còn cái hầm sút này nè, cái hầm sút mà anh cắt ra nguyên một miếng bự này nè, chắc mình nghĩ là anh cắt ra nguyên miếng bự này để anh bít cái lỗ ở dưới này cho nó kín hơn hay sao nè, hay là cái nắp hầm này nó bị mắc cái nắp rồi ảnh không có chùm lại được, bởi vì anh bắt buộc phải cắt cái này ra để mà lấy đồ chùm cái này vợ lại ta. Theo mình nghĩ là vậy ha, theo mình đoán thôi, còn chính xác thì không biết làm sao, để chừng nào lên đi nếu mà mình có cơ hội ra ngoài thì mình sẽ quay kỹ hơn cho người coi. Anh đang coi gì dữ đó. À, bây giờ thì cái hầm sút nó đã lên khỏi mặt nước thì chỗ đó không còn quan trọng nữa, là an toàn rồi các bạn, nước sẽ không còn xì xọt trong đó nữa, thì cái tốc độ bơm nó sẽ càng nhanh hơn, tại vì giảm bớt một lỗ nó giảm thiểu được cái lượng nước đi vô trong tàu thì nó sẽ bơm càng nhanh nữa các bạn. Quá khủng khiếp. Thì bây giờ thì tới cái mực nước là 1m rồi nha các bạn, rất là nhanh. Thì bây giờ là nổi qua hết cái phần là hầm phao của cái vết mũi rồi. Cái mực nước 1m rồi nè. Cái này thì đi một chút xíu nữa là có thể là xong ha. Tại vì các bạn biết sao mà nhanh không? Là do vấn đề là ảnh dùng cái cách này thì nó sẽ giảm được cái lượng nước bơm ra. Tại vì là nó chỉ có nước ở trong cái hai bên mạng và cái đáy thôi, không có nước ở trong cái hầm hàng. Cứ bơm như thế này là nước sẽ hầm hàng, ở trong hầm hàng nổi lên tới đâu là nước hầm hàng nó sẽ chảy tự nhiên ra ngoài luôn như thế này đó các bạn. Chứ nếu mà nâng nguyên chiếc mà xẹp dưới nước thì mình mắc bơm nước ở trong hầm sàn, cái hầm hàng nó ra nữa thì nó rất là lâu ha, chứ thêm cái nữa là tốn thời gian. Nó dùng cái cách này thì nó rất là nhanh, với cái lượng nước bơm ra thì mình không có tốn công nhiều. Như cộng thêm bây giờ là nước hiện tại bây giờ là nước đang ròng đây, nó chảy cũng rất là xiết, rất là mạnh đó, nó đưa vô trong cái phần ức gà nè, nó tạo thêm một cái độ đẩy nữa mà, bởi vì là bơm tới đâu là dòm nó lên tới đó liền. Cái này thì chắc có thể là tầm khoảng là 20 phút nửa tiếng nữa là bắt đầu là thấy rõ ha, là nhiều rồi, cho cái mũi ngóc cao lên nó có độ trì xuống là nó sẽ nâng lái lên được các bạn. Là ký với chân dịch bây giờ là nói chung là đang chịu chặn ở dưới, cái phần là ký hiện tại với cái phần là ký với bánh lái là đang chịu chặn ha, nó là đang chịu lực nhất của cái con tàu đó, có thể là nó sẽ bị cong bánh lái hoặc là cong la ký là chuyện bình thường các bạn. Mấy trăm tấn sắt mà nó cắm xuống đất như thế này mà chỉ có cái phần bánh lái thôi, tại vì bây giờ là cái dắp số không chưa chịu được đâu, nếu mà có chịu thì chỉ chịu được cái chốt đít dưới thôi các bạn, chưa có chịu hết được cái nguyên dắp số không đâu, bởi vậy là cái phần bánh lái với chân dịch la ký là hiện tại đang chịu rất là nặng ha. Nhưng mà bắt buộc các bạn ơi, bắt buộc mình phải dùng cách này thôi. Đây bây giờ thì hai máy đằng này đang bơm kịch liệt này. Tới bây giờ thì mấy anh em đội thợ lặn bây giờ nó cũng đã khỏe rồi. Cực nhất là cực cái phần mà mình liếp lỗ hầm sút lại, với mình kiểm tra coi coi là lỗ nào thoát hơi vô để mình bịt lại, không cho nó có cái khoảng trống để mà mình bơm nước ra, giảm thiểu hết cái tối ưu cái lượng nước mà nó tràn vô các bạn. Đây mình bơm ra 10 phần thì nó có thể gò gỉ vô 3 phần, nhưng nếu mà bơm ra 10 phần mà vô 15 phần thì bơm tới sáng ngày mai luôn chưa nổi nữa. Đây các bạn, bây giờ là phải nói là cực kỳ là cao rồi ha, bây giờ là nói chung là không còn cái thước nước nữa, thước nước bây giờ là mất tiêu rồi, thước nước bây giờ là không hút qua hút rồi các bạn. Bây giờ là cái chót lô mũi hiện tại là nếu mà tính từ trên chót lô mũi mà xuống dưới mặt nước thì mình theo mình đoán thì chắc cũng tầm khoảng cả chục mét ha. Tại vì cái mạng nước của chiếc xà lan là 3 mét rồi các bạn, 3 mét mấy rồi mà giờ hỏng lên mạng nước luôn là gần 4 mét rồi. Mà tính theo cái khung hình này nè, như vậy là 4 mét rồi nè. Tại vì cái sự cân bằng á nè, nếu mà mình bỏ máy như thế này, các bạn coi sự cân bằng nè, từ nước đi ra ngoài chớ trước ức gà nè. Rồi 4 mét giờ lên tới trên này nữa, trời ơi. Thì cái này thì nó sẽ còn cắt lên nữa nha bạn, theo mình đó nó sẽ còn cắt lên nữa, cắt lên tới tầm khoảng nửa chiếc, nó gần dựng đứng hay gì đó là lúc đầu nó cái trọng lượng mũi nó nặng hơn thì nó sẽ hạ xuống từ từ, khi mà đốt đó là bơm nước là nó sẽ hạ mũi xuống từ từ và cái bàn lái nó sẽ nổi lên nha. Giờ thì mấy anh em đã đặng bây giờ là khỏe rồi, đỡ có đi ấy rồi, tại vì bây giờ hầm sút nổi lên rất là nhiều các bạn.
Rồi các bạn coi này, quá khủng khiếp. Các bạn coi được cái độ cao của chiếc xà lan đây, rất là khủng khiếp nha các bạn, cao dữ trời luôn. Ở bên bển là cái chiếc xà lan Mekong 16, cái chiếc xà lan 32 tỷ chở tổng cộng là 198 công đang chạy phía bên kia đây. Và các bạn coi được cái độ này, độ trên lệch này. Trời ơi, khủng khiếp má ơi luôn á. Chiếc xà lan bên kia thì đang chạy bên kia ha, còn chiếc bên đây thì nói chung là khoảng cách hơi xa. Nhưng mà coi các bạn coi này, cái độ mũi nó cắt lên này. Chiếc kia chạy là nhìn là giống như là ảo này các bạn, giống như là đang chạy vô trong cái lường luôn. Quá dữ trời. Hy vọng là trong vòng ngày hôm nay là sẽ lên đấy các bạn. Đây. Cái mũi nó cắt cao lên nè các bạn. Bây giờ thì nếu trong là nước ở trong tàu thì còn cũng rất là ít rồi. Đang bơm lây gai ra để mà nó rút ra nhanh chóng các bạn. Còn cái phần lái ngoài sau thì mình không biết ảnh chặn nước làm sao mà hay được ha, là nó không có tràn như trong nước hầm lái các bạn, rất là ok. Để mà ảnh bơm nước ra tới đâu là nó rút tới đó liền luôn nè. Quá cao luôn má ơi. Chứ cộng thêm một cái là lực nước nó đẩy lên đó các bạn, nó đẩy hiện tại nước gồng nó đẩy vô cái phần lường á, sẽ có một cái chấn rất là lực để mà nó đẩy chiếc tàu cái mũi càng cắt cao hơn nữa. Đây bây giờ là lên ngó thấy luôn rồi nha các bạn. Hiện tại thì bơm nước càng ngày càng giật và cái độ nó lên thì càng ngày càng nhanh đây, quá nhanh luôn. Để các bạn coi cái mình sẽ gom ngay chỗ mà cái ức gà cho người coi nè. Đó, ủa hình như là chiếc xà lan nó trôi xuống tay. Nó trôi xuống các bạn ơi. Rồi nó hạ mũi xuống rồi. Hạ mũi rồi kìa, kỳ vậy. Sao? Rồi vậy là nổi lái lên rồi. Rồi nó nổi lái lên các bạn ơi, hạ mũi kìa. Rồi nó phịch cái lái lên rồi. Rồi ơi. Phịch cái lái lên nè. Phịch cái cabin lên rồi. Hạ mũi rồi. Rồi bây giờ thì là nó hạ mũi xuống hay là mình câu phao lái vô, còn nếu mà khỏi câu thì cũng được. Tại vì đã bít hết toàn bộ cái hàm nước lại hết trơn rồi. Đã bít lại toàn bộ cái hàm nước lại hết trơn rồi thì khỏi cần là câu phao lái ha, chỉ cần bơm ra là lái sẽ tự động nổi lên luôn, rất là nhanh. Nó trôi xuống các bạn ơi, nó trôi ha, tại vì dây rồi chưa có thẳng nè. Đây thì nói chung là thông qua video này mình cũng xin chia buồn với bên chủ xà lan và bên gia đình của anh Tài Công ha. Sự việc xảy ra thì nói chung là không ai mong muốn các bạn ơi. Nè các bạn coi cái phần cabin này. Nè các bạn cabin này các bạn coi nè ha. Là nó ở trên là nó nát hết trơn luôn, cái cabin hộp ở trên nó nát không còn cái gì luôn. Trời mất tiêu cái nóc luôn, nó lật lại thì nó banh chành luôn như thế này đây. Được có cái là cái cabin dưới thì nó còn nguyên dạng một chút xíu đây. Họ cho bây giờ tấp vô đây, tấp mũi vô nè. Họ nó cho tấp mũi vô nè, tại vì nước bây giờ chảy mạnh quá. Thẳng dây neo. Bây giờ chỉ cần bơm gì hoài là lái nổi lên, bắt đầu rút nước ở trong hầm hàng ra thôi nha các bạn. Rất là nhanh chóng. Thì cũng giống như là hồi nãy mình đoán là bơm lên là nó sẽ cắt mũi lên cao, khi mà cái trọng lượng mũi nó sẽ nặng hơn thì nó sẽ hạ mũi xuống và nó nâng lái lên. Thì giống như là nãy giờ mình đang nói và dự đoán ha, thì như cái cứ theo cái tiếp tục công việc như thế này thì anh cứ bơm thôi, không cần làm gì tiếp theo thì nó sẽ nổi lên. Chỉ cần bơm nước như thế này, chỉ cần mà nó qua khỏi cái phần mà cái con lương á, cái con lương nước là ok liền, sẽ khỏe liền, lúc đó càng nhanh hơn nữa. Tại vì là lúc đó là qua khỏi hết mấy hầm sốt và cái hầm đi xuống dưới hầm máy thì nó rất là khỏe các bạn. Cái chiếc này, cái mũi này thì giống cái kiểu của Hậu Giang quá. Tại vì cái lái thì đi góc vuông và cái mũi thì hơi bè ra giống như là cái mẫu của Hậu Giang nè các bạn. Nhưng mà chú này chú mua cũ lại thì đã đổi biển số ha. Đổi cái biển số lại Đồng Tháp rồi.
này, cái phần cabin ở ngoài sau đây. Đó, bây giờ thì cái lái đã bắt đầu nâng lên nè, cái mũi hạ xuống nè, bơm bây giờ là nổi lái ha, chứ cái mũi nghỉ nổi đó các bạn, quá nhanh. Nãy giờ nói chung thì cũng tầm gần 1 tiếng rồi, tại vì mình quay từ khúc cho mọi người coi thôi, chứ thực tế thì nó rất là lâu ha. Nhưng mà đối với một chiếc xà lan mà to lớn như thế này thì là mấy anh em đội thợ lặn đã làm quá tốt các bạn, quá nhanh luôn. Đây các bạn ơi, cho các bạn coi cái phần má mũi đây, thì cái chiếc này rất là nặng tiền rồi ha. Không phải là chỉ trên mặt bon đâu các bạn, nhưng mà các bạn coi cái phần bên hông này. Má ơi kinh khủng khiếp thiệt, không thể tưởng tượng được luôn. Các bạn coi nè, xương bây giờ là nó cong vô là cái hình chữ C hết trơn luôn rồi. Nguyên cái khu vực cái má mũi ở bên dách bên đây nè, nó lộ xương ra hết trơn luôn nè các bạn. Tại vì bữa cái video trước thì mình cũng có giải thích rồi, cái hầm trước mũi này là kêu bằng cái hầm phao, thì nó sẽ bít bùng, nó bít bùng hết trơn luôn, nó chỉ có một cái hàm thoát hơi thôi. Thì cái hàm thoát hơi đó lúc nào mình cũng đậy là hết trơn, thì khi mà cái chiếc xà lan nó lật rồi á, thì ở trong này hơi nó rất là kín. Các bạn cứ tưởng tượng giống như là các bạn lấy một cái can 30 lít, các bạn dặn kín cái nắp lại, rồi các bạn đè xuống nước, thì nó sẽ có cái hiện tượng là kiểu như là mấy cái chỗ nào mà yếu mỏng nó sẽ bung, nó bung dẹo vô trong các bạn, kiểu giống như là nó nén hơi để mà nó đẩy cái chiếc xà lan lên. Thì các bạn coi về cái phần mũi này, mẹ ơi nó cong nè, xương ở trong chổng là chắc cũng cỡ là 25 dặm năm mà chứ ba răng mà nó cong như thế này đây. Vậy là phải lóc nguyên cái má mũi bên đây để mà đi lại rồi các bạn, chứ như thế này thì không được rồi. Cứ nghĩ là nó hư hao ở trên mặt bon thôi, nhưng mà khi mà nổi lên thì mới thấy ha. Nổi lên rồi mới thấy là bên cái phần má mũi bên đây là nó quá hư quá nặng luôn. Mình không thể nào mà để như thế này mà chạy được. Tại vì nó đã yếu rồi, nó đã nứt mối hàng của xương hết trơn rồi các bạn. Để như thế này chạy thì rất là nguy hiểm, nó có thể là tecton luôn á. Bây giờ thì mấy ảnh đang chuẩn bị giờ cái chiếc vỏ đi đâu thì mình chưa biết đây. Để coi là như thế nào, có thể là giờ để mà gần để mà bơm. Còn cái chiếc nhỏ bên đây thì đang bơm cái phần ở bên đây đây, cái giọt nước bắn ra này các bạn. Má ơi, khủng khiếp thiệt chứ. Đây nè. Cái này là do cái này là do nước nó ép nó làm mớp ton, chứ không phải là do xà lan đụng vô nha các bạn. Tại vì nếu mà xà lan đụng vô sắt, cọ sắt thì cái phần nước sơn chỗ này nó sẽ banh sát hết trơn, nó không có còn nguyên dạng như thế này. Ở đây thì nó chỉ có một cái lằn chày xước nhỏ thôi. Chày xước nhỏ như thế này thì không thể nào mà đủ lực để mà nó cong vô vậy các bạn. Với thêm một cái nữa, nếu mà sắt với sắt cọ nhau thì nó sẽ làm tecton, chứ nó không phải là đi cong mà giống như là mình uống gió đá như thế này được. Cái này là do tự nhiên nước nó tác động thì nó mới có thể là ra cái hiện tượng như thế này thôi các bạn. Ở trên này thì nói chung là xong rồi, lộ xương hết trơn rồi. Vậy là nó rất là nặng, cái cabin nè, rồi cái quầy bê hầm hàng nè, rồi cộng thêm là cái hầm phao mũi nữa nè, rồi bây giờ là tới thêm một cái là mạng nữa các bạn, rồi thêm là cái phần la ký chân vịt nữa. Rất là nhiều thứ để mà tu sửa lại luôn. Rồi bây giờ thì chiếc xà lan đã nổi lên tầm khoảng là 70-80% rồi các bạn, chỉ còn phần lái chút xíu nữa thôi. Thì bây giờ là anh cố gắng bơm cái phần lái nữa là nổi lên hết trơn rồi. Thì có lẽ là cái video của mình cũng xin tạm dừng tại đây ha. Tại vì như vậy là đã thấy giống như là hoàn thành rồi các bạn. Còn về cái phần sửa chữa thì phải lên ụ để mà kiểm tra, để coi là như thế nào, thiệt hại như thế nào thì mới tính tiếp được ha. Rồi thì cảm ơn mọi người đã xem hết video này, hẹn các bạn ở clip sau.